Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Đắk Lắk, vừa qua, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nie Thanh Phương, nguyên là Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Buôn Ma Thuột để tiếp tục điều tra về hành vi tham ô tài sản. Theo đó, sau thời gian khởi tố vụ án để điều tra, thu thập đầy đủ chứng cứ, đến nay, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã quyết định khởi tố và bắt tạm giam bị can Nie Thanh Phương về tội tham ô tài sản. Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đã phê chuẩn các quyết định trên. Theo kết quả điều tra, từ năm 2017 đến năm 2020, Nie Thanh Phương được phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố Buôn Ma Thuột, kiêm cả kế toán Quỹ hỗ trợ nông dân và phụ trách theo dõi mảng kinh tế ngân sách của hội. Tuy nhiên, trong quá trình đó, Nie Thanh Phương không báo cáo việc thu chi cho lãnh đạo, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Buôn Ma Thuột biết, không lập sổ quỹ tiền mặt kế toán, không thực hiện kiểm kê đối chiếu quỹ tiền mặt theo định kỳ giữa kế toán và thủ quỹ, không lập kế hoạch tài chính năm và không báo cáo tài chính theo quý năm. Ngoài ra, Phương còn được giao nhiệm vụ rút tiền, thu tiền để nhập quỹ tài chính của Hội Nông dân thành phố Buôn Ma Thuột. Lợi dụng chủ tài khoản còn thiếu kiến thức trong công tác quản lý tài chính, thiếu kiểm tra giám sát, nên từ năm 2017 đến năm 2020, sau khi nhận được tiền, Nie Thanh Phương đã không nộp quỹ, không sử dụng chi cho các hoạt động của đơn vị mà chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 594 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này Nie Thanh Phương đã tiêu xài cá nhân. Hiện Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý vụ án trên theo quy định của pháp luật.